Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình sẽ update cho các bạn dự án Testnet trên ví EOA nha các bạn. Thì các bạn cần mở con bot. Trước kia các bạn đã check bot trên Telegram của nó nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào Start để mình kiếm boy thêm các bạn. Sau này cái đồng boy này mình sẽ quy đổi ra token EOA nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Start. Sau khi Start xong thì nó xin chào mình nè các bạn. Rồi các bạn bấm Start tiếp nha các bạn. Rồi nó kêu mình làm những nhiệm vụ nè các bạn. Các bạn cần phải download với MetaMask. Rồi các bạn bấm Start tiếp tục nha các bạn. Nè ok. Rồi sau đó thì cái tab thứ hai này thì nó kêu các bạn có một cái Ethereum RMK và Binance Smart Chain để mình nhận được 40 boy tiếp tục nè các bạn. Thì các bạn cần phải có một cái địa chỉ với MetaMask nè các bạn tích hợp mạng ETH RMK nha các bạn. Và mình đang coi các bạn phải coi Ethereum RMK. Rồi thì ở dưới nào cũng có cái RMK ETH nè các bạn, testnet nè. Rồi sau đó mình rồi các bạn nó kêu mình download app nè các bạn. Nhưng mình không cần download các bạn. Các bạn download về cho mình một cái app đó là tôi cần podcast nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bắt up 12 chuỗi cụm từ vô mặt ở trên ví EOA của các bạn nha các bạn. Các bạn bắt up sang mạng BB testnet trên ví tôi cần podcast các bạn. Thì để bắt up được thì rất là dễ dàng luôn các bạn. Các bạn bấm vào một testnet nha các bạn. Các bạn lướt xuống đây nè các bạn. Rồi mình quên người ta các bạn. Các bạn nhấp vào một dấu cộng nè. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn bấm vào một add network nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một này nè các bạn. Các bạn tìm mạng BNB Smart Chain testnet nè các bạn. Rồi mình gõ tìm kiếm mày. BNB. Không có ta. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Ok, không cần các bạn không cần mở đó, bạn mình làm lại các bạn nhấp vào vô cộng nữa các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nữa các bạn. Thì các bạn sẽ gặp được mạng là BNB Smart Chain Testnet. Các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn bắt up 12 chuỗi cụm. Rồi bạn bấm vào Emonet nè. Rồi các bạn dán 12 chuỗi cụm từ bằng mặt ở trên với EOA của các bạn là hoặc là 12 chuỗi cụm từ trên với chocolate của các bạn nha bạn. Rồi tính em các bạn đặt password sẽ nhận password nhau inbox các bạn. Rồi như vậy thì các bạn đã có được một cái mạng testnet nè các bạn. BNB testnet nè các bạn. Rồi sau đó thì mình tiếp tục các bạn. Là mình nhận được 40 boy các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một alpha EOA nè các bạn. Các bạn copy cái link này nha các bạn. Để mình đi các bạn cái này như mình chuyển chu cầu đổi chuỗi chéo các bạn. Rồi thì các bạn mở địa chỉ với MetaMask của mình ra nè các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba vô gạch trên cùng nha các bạn. Các bạn lưu ý các bạn nhớ chọn mạng RMK Network các bạn. Rồi bạn vào trình duyệt các bạn. Cái này như là mình đổi chuỗi chéo các bạn. Đây là phiên bản thử nghiệm thôi các bạn dán vào các bạn. Dự án này cũng hơi khó à. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào connect các bạn. Chờ mình chưa chờ mình connect luôn người ta. Rồi sau đó các bạn connect xong thì bạn bấm qua một brain này các bạn. Đây là một brain này là đổi chuỗi cầu đó, đổi chuỗi chéo các bạn. Rồi trên đây thì các bạn chọn mạng kết nối với địa chỉ MetaMask của mình các bạn. Dòng dưới đây thì các bạn connect với tôi cần podcast của các bạn là mạng BNB Smart Chain nha các bạn. BNB Smart Chain Testnet nè. Trên dưới tôi cần podcast nè các bạn. Rồi để mình thoát ra mình connect cho các bạn. Mình đã thoát ra rồi, bạn bấm vào một connect nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào một I am token nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào connect nè các bạn. Rồi các bạn tôi connect với tôi cần podcast nè. Mình làm như vậy là cho các bạn khỏi rồi sau đó các bạn chỉ bấm vào config thôi các bạn. Rồi sau đó các bạn chở ra nghe thôi các bạn. Rồi gì thì bạn đã connect được các bạn. Các bạn khỏi tải với Ambot tôi cần các bạn để connect được rồi. Các bạn dùng địa chỉ tôi cần podcast các bạn cũng connect được rồi đó. Cũng được các bạn. Sau đó các bạn chọn trên đây nè. Các bạn chọn cái đồng EOA nghe thôi các bạn. Rồi dưới đây thì
mạng BB Smart Chain các bạn để nguyên các bạn chọn vào đây là 5 nè các bạn lưu ý các bạn chuyển đổi 5 token thôi nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào min nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm nè. Confirm. Rồi tất cả các bạn bấm phê duyệt nè các bạn. Phê duyệt. Sao phê duyệt nhiều ý ta? Sao vậy ta? Sao mà có nét không được ta? À được rồi các bạn. Đang xác nhận giao dịch 1. Rồi tiếp tục thì các bạn. Rồi sao không được quá? Mình đã approve được nè. Tới đi bullshit cái nữa, bấm lại cái nữa các bạn. Approve thành công tới đi bullshit nè. Sao không được ta? Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Mình không đủ khí ga các bạn. Các bạn mạng nó lỗi chút xíu thì các bạn bấm xác nhận nha các bạn. Mình còn 0.1 ETH mà. Sao mà không được được. Ok, sau khi bạn đi bullshit xong thì các bạn copy cái dòng hashtag thứ hai nè các bạn. Các bạn copy vào đây nè. Đó. Đi bullshit. Cái dòng thứ hai này là cái trang scan thôi các bạn. Trang scan để gửi cho bot nè các bạn. Rồi các bạn quay lại con bot nha các bạn. Dù khá là đơn giản các bạn. Rồi các bạn bấm vào một insulin nè các bạn. Rồi các bạn bắt cái dòng link hồi nãy vào các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Transaction. Ok mình đã nhận được 40 coin nè các bạn. Các bạn bấm vào menu cái nữa. Rồi các bạn bấm vào một account các bạn để coi mình đã được bao nhiêu. Là mình đã nhận được 80 boy nè các bạn. Đợt trước mình đã nhận được 40 boy, giờ mình nhận được 40 boy nữa, 80 boy nè. Rồi. Cái này là support. Rồi như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 40 boy top 40 boy nữa để sau này cái đồng boy này nó quy đổi cho top cần nghe qua nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn nhìn những video clip tiếp theo từ mình nha.